Tưởng rằng chỉ là món ăn dùng để chống đối thời xưa, nhưng hiện tại lại đem về cho kim ngạch xuất khẩu Việt Nam 1,4 tỷ đô la năm 2022. Thị trường Trung Quốc nhập khẩu chiếm đến hơn 90%. Theo tôi nhớ, các cụ kể lại, thời xưa nhà nghèo toàn phải ăn cơm độn sắn, còn gọi là khoai mì, ăn để chống đói qua ngày hoặc dùng sắn để chăn lợn, gà thay cho cám. Thế nhưng hiện tại, sắn lại là một mặt hàng xuất khẩu đem về cả tỷ đô la mỗi năm cho thị trường Việt Nam đấy ạ. Được biết, năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 3,25 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ đô la, tăng 13,3% về lượng và tăng 19,7% về giá so với năm 2021. Cũng theo đó, giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong năm 2022 ở mức 432,7 đô la một tấn. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ sắn lớn nhất Việt Nam, chiếm 91,67% về lượng và chiếm 91,47% về kim ngạch xuất khẩu của cả nước với 2,98 triệu tấn, trị giá 1,28 tỷ đô la. Theo tìm hiểu, ngoài sử dụng sắn làm các món ăn như mì, bánh, thì Trung Quốc còn nhập khẩu sắn để sử dụng trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo. Vậy nên trong năm 2022, Trung Quốc sản xuất được 55,41 triệu tấn thịt heo, giữ vững ngôi vị nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới. Có thể thấy, sắn đang là mặt hàng thay thế hữu ích cho các vật phẩm chăn nuôi khác và đang trên đà tăng trưởng mạnh như hiện nay.